Trên đời có bốn bốn loại đại trọng tội mà trong kinh Phật có nói, đó là tội giết cha giết mẹ, đốt chùa và tội cản trở những người mà làm từ thiện. Tại vì một người làm từ thiện giúp được biết bao nhiêu người, mà người nào mà cản trở người làm từ thiện giống như là giết tăng ni, giết cha giết mẹ, đốt chùa như vậy là đọa địa ngục vô gián. Quý vị nên nhớ có luật Phật có. Nhưng mà những đứa nhỏ này nó lãnh lương 3 triệu một tháng, nó cứ chửi mà nó không biết là bà là để bị bao nhiêu nghiệp. Kiệt làm từ thiện cả đời, lấy của riêng của mình đi làm cho của chung, có bao nhiêu tiền để dành trong ấm cũng móc ra hết, tạo ra cái núi Thiên Long Sơn mấy chục triệu để cho bà con lại Phật. Rồi hôm nay bỏ biết bao nhiêu số tiền lớn ở bên Houston nữa. Thì quý vị nên nên nhìn cái đó để mà mình hiểu được là cái có chánh kiến để mình biết. Chứ còn ngoài ra đó, mình cũng khó bao giờ á, thiên ma hay là những cái kênh YouTube nó chỉ có cái tên thôi à, nó hết đổi tên này nó qua tên khác, nó không có lấy cái gì mà để đối chứng. Còn trong khi kia đó là có cả cái núi và có cả một cái công ty 600-700 người và có 3 tập đoàn luật sư đó quý vị. Có 3 tập đoàn luật sư, mỗi một tháng Kiều phải trả tiền luật sư của Kiều gần 50.000. Thì cho nên ai muốn đối chứng thì cứ lên núi kiếm chuyện Kiệt nói. Chứ còn cái kiểu mà giấu mặt rồi lên này thì ở dưới đạo Phật tôi cũng bỏ tay. Còn muốn nói chuyện gì á, thì cứ lên núi, lúc nào Kiệt ở trên núi. Hồi tuần rồi á, còn đem để lấy cái hình để coi. Có những người có những cái ý đồ không có tốt và đem ba cái kiệt bị đánh phá bởi hai mặt, mặt đời là dư luận duyên, giờ còn mặt về tâm linh á, thì những cái người mà có trượt những người mà đem những cái đồ dơ bẩn lên trên núi, lúc đó mấy chư thần sẽ tiêu diệt những người đó. Nhưng mà Kiệt từ bi Kiệt sinh, cho nên nếu mà ai mà cả gan làm những chuyện đó thì làm ơn phải suy nghĩ trước khi hành động nha. Thì từng rồi có đó đây, cho nên Kiệt mấy vị sẽ rất là thẳng tay đó, tiêu hồn tiêu xác hay gì đó Phật.